Nhật Bản được biết đến là cái nôi của thần đạo với hơn 9 vạn ngôi đền trải dài khắp đất nước. Bên cạnh những ngôi đền mang lại may mắn về sức khỏe, tình yêu, làm ăn, kinh doanh, thì cũng có rất nhiều ngôi đền bảo vệ những điều ước có phần lạ kỳ, khác thường của con người. Video này, hãy cùng Nippon Class tìm hiểu và khám phá các ngôi đền với những điều ước thú vị ở Tokyo nhé! Đền Shiba Daijingu. Nếu bạn muốn được bảo vệ khỏi những điều xui xẻo, xấu xa, thì đây chính là ngôi đền dành cho bạn. Đền Shiba Daijingu chỉ cách ga Hamamatsucho Eki một đoạn ngắn, nên xuống tàu là bạn có thể dễ dàng đi bộ đến đây. Ngôi đền này trở nên nổi tiếng nhờ nhân vật nữ chính trong bộ phim lịch sử dài tập Go, nàng công chúa chiến quốc của đài NHK. Ngôi đền bán một loại bùa đặc biệt có tên là Omamori, được cho rằng sẽ đẩy lùi tất cả vận rủi trong suốt cuộc đời người sở hữu nó. Đền Yushima Tenmangu. Ngôi đền sẽ giúp cho giấc mơ trúng độc đắc của bạn sớm thành sự thật. Nằm gần công viên Ueno và trường đại học Tokyo, ngôi đền đặc biệt này thờ vị thần của sự học vấn Sugawara no Michizane. Nơi đây thường được các sĩ tử ghé thăm với mong ước có thể làm bài thi tốt và vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Nhưng đến thời Edo, xuất hiện lời đồn rằng nơi đây có thể mang lại may mắn, giúp tăng cơ hội trúng xổ số, nên không ít người đã đến đây để cầu nguyện cho giấc mơ độc đắc của mình. Đền Otori. Nếu muốn trở thành tay góp số 1, bạn đừng bỏ qua ngôi đền này. Đền Otori nổi tiếng với lễ hội thu hoạch Tori no Ichi, thường được tổ chức vào tháng 11 hàng năm. Nhưng những người muốn cải thiện kỹ năng chơi golf của mình cũng đến cầu nguyện tại ngôi đền này vì một lý do đặc biệt. Chữ kanji Otori trong tên của ngôi đền được dịch thành Eagle trong tiếng Anh, có nghĩa là đại bàng. Đây cũng là thuật ngữ cho việc ghi điểm của môn golf chỉ với hai gậy để đưa banh vào lỗ. Đền Oji. Với những người thường lo lắng, buồn phiền về mái tóc của mình, thì đây chính là ngôi đền dành cho bạn. Bất kể tuổi tác hay giới tính nào, chắc hẳn mọi người đều có chung nỗi lo ngại về ngoại hình. Trong đó làm thế nào để tóc chắc khỏe, bóng mượt hay sành điệu hơn cũng là một vấn đề. Đến đây, bạn có thể thoải mái than phiền về những lần cắt tóc hỏng hoặc tình trạng hiện tại mái tóc của mình với các vị thần. Và hãy an tâm là những bí mật này sẽ được giữ kín mãi mãi. Đền Hikawa. Hãy đến đây nếu bạn cần cầu nguyện cho một ngày đẹp trời. Thuộc quận Sumida, Tokyo, đền Hikawa là ngôi đền duy nhất ở Nhật Bản thờ thần khí tượng học. Trước những ngày trọng đại như đám cưới, lễ hội, người dân thường sẽ đến đây để cầu nguyện cho một ngày nắng ấm, thời tiết dễ chịu để giúp sự kiện được diễn ra thuận lợi hơn. Đền Anna Inari. Nếu bạn cần sự phù hộ nhằm giúp cho dự án kinh doanh được diễn ra thuận lợi thì hãy đến ngôi đền này. Đền Anna Inari nằm trong khuôn viên của đền Shinagawa. Những doanh nhân hay những nhà quản lý thường sẽ đến đài phun nước trong khuôn viên và dùng nước nơi đây để rửa đồng xu hoặc con dấu của công ty Inkan. Điều này nhằm mục đích thanh tẩy những điều không may mắn, hy vọng công việc sẽ thuận buồm xuôi gió và công ty phát triển thịnh vượng. Những ngôi đền trên thật đặc biệt phải không nào? Mỗi nơi đều có một đặc điểm rất thú vị dành cho mỗi mong ước của mọi người. Hãy subscribe Nippon Class để cùng tìm hiểu, khám phá thêm những điều hay ho, thú vị ở Nhật Bản nhé!